lự, tĩnh cái tâm mình cho nó lặng yên xuống thì gọi là thiền. Khi mà cái tâm mình nó lặng yên xuống thì cái trí tuệ mình nó sẽ được phát sinh. Cái trí tuệ phát sinh có nghĩa là mình không có những cái đau khổ và cái màn vô minh. Sẵn đây tôi nhắc cho vui, bên chùa tôi vẫn được rất ít Phật tử chứ không có được đông như bên này, tại cái vùng sa mạc. Nhưng mà tôi có làm cái thùng nhỏ dán ở trước cửa. Những cái ngày tu nghe, những ngày tu thì hễ mà mình quên tắt điện thoại nó reo cái là phạt 5 đồng. Mà từ khi mà ra cái điều kiện đó và gắn cái thùng đó tới giờ chưa thấy ai đóng. Mà tại vì thấy đâu mà nhớ. Thành ra trong cái luật Phật dạy cũng vậy đó, sở dĩ Phật đâu có muốn cho mình giữ cho nhiều chứ cho nó bận lòng phải không. Nhưng mà đưa ra như vậy á thì khi mà mình phạm cái mình nhớ, thành ra có những cái phải răn đe vậy. Chứ còn sự thật 5 đồng làm gì, để đi mua đậu đen rồi nấu chè rồi cái kỳ tu tới ăn vậy đó, chứ không gì hết á. Còn nếu ai mà không đóng 5 đồng, tiếc 5 đồng thì ghi 500 danh hiệu Phật, bất cứ Phật gì, đó là điện thoại. Thứ hai á, là cái chuyện thị phi. Nếu mà ai vô chùa mà ngày tu mà nói chuyện thị phi á, là 10 đồng đó. Mà ai mà cái lộn thì 20 đồng. Còn nếu không làm, không đóng tiền á, thì cứ nhân lên cái số danh hiệu Phật mà chép, chép cho đủ về nhét cái thùng đó. Như vậy thì không có tội. Nhưng mà từ khi ra cái điều như vậy tới bây giờ không thấy ai phạm hết được, thì cũng là mừng. Riêng cái ngày Chủ nhật thì mình không nói được, tại vì ngày Chủ nhật thì có nhiều vị người ta đi chùa, ta chưa có biết cái luật, chưa có khép vào cái khuôn khổ. Còn ngày tu của mình là phải vào cái khuôn khổ. À, có như vậy thì các chị dễ nhớ lắm. Ngày mai mốt thì đề nghị thầy trụ trì cũng làm vậy đi, làm cái thùng nhỏ nhỏ. Cái mình cứ mình một lần như vậy, cái mình chịu khó mình đóng tiền phạt. Còn nếu mình không đóng tiền phạt á, mình cứ việc mình về mình ghi danh hiệu Phật thì đâu có lỗ lã gì đâu, phải không? Nhưng mà vậy để cho mình nhớ, nó có cái chánh niệm. Hồi sáng thì tôi đã chia sẻ cho đại chúng cái đề tài, nhắc nhở cho các vị những cái bước tu hành là để kiểm định lại, để dừng lại cái tâm của mình. Chiều nay tôi tiếp tục nói tiếp với đề tài sáng hồi sáng. Sáng thì tôi đã nói tới cái đoạn là coi như là mình lại có thêm một cái chứng bệnh, phải không? Cái bệnh mà mình đã chấp nhận cái việc thiện rồi, mà thấy ai làm việc gì mình đang nghịch ý là gọi là ác, nó là xấu, thì mình giận dữ, phải không? Đây là một cái chứng bệnh, mà chứng bệnh này ít ai để ý tới lắm, nhưng mà đó là một chứng bệnh. Bây giờ tôi nói tiếp hồi sáng, tôi nói là mỗi người tự dời cái khổ về cho mình, phải không? Ai cũng muốn trên đời này mình có một nỗi khổ. Có khi chinh chiến giữa xa trường lằn tên mũi đạn như vậy mà mình không có để ý tới khổ. Nhưng mà khi hòa bình rồi, là khi yên vui thì bắt đầu tự mình đẻ, tự mình nặng, tự mình đúc cho mình thêm một cái nỗi khổ. Cái đó từ đâu vậy các vị? Tất cả đều là từ cái bản ngã của mình, cái tự ngã của mình. Cho nên xét về mặt, nếu mà một thế gian á, thì họ xét về mặt tiêu chuẩn, thì thí dụ như con người nó có ba cái tiêu chuẩn. Thí dụ như là ta nói là thường thường là nhà giàu, học giỏi, đẹp trai hay đẹp gái, phải không? Là ba cái tiêu chuẩn của thế gian người ta đưa ra. Bây giờ mình xét lại coi mình đủ ba tiêu chuẩn này chưa, mà mình cứ mình chấp hoài. Xét về mặt nhà giàu, coi mình giàu chưa. Thí dụ mình giàu hơn một người nào đó, một nhóm nào đó, chứ mình so lại với ngay ông tổng thống bây giờ, ông Trung đó, có bằng chưa?
hay là mình nói là cái thờ vua chúa mình, coi cái thờ Phật của mình nè, Đức Phật mình coi có giàu bằng chưa, mình bằng chưa. Vậy mà tại sao mà ai đụng tới mình, cái danh dự bản ngã của mình đau khổ. Rồi mình học giỏi hơn ai chưa, hay là hồi đi học mình trốn lên trốn xuống, mà bây giờ ai nói điều gì khác cái là mình tự ái. Tại vì mình bảo thủ cái học của mình, cái tri kiến của mình. Rồi đẹp, cái mình có đẹp hơn ai chưa, phải không? Cho nên mình xét ba tiêu chuẩn này, mà mình thấy ba tiêu chuẩn này mình chưa có đạt 100%, thì bắt đầu sao? Mình hạ cái ngã mình bớt xuống, hạ cái tôi mình bớt xuống, thì mình sẽ có an lạc, phải không? Mình thì nhìn lại á, trên thế gian này thì mình tu mình phải biết nhìn. Đó, người ta nói có câu sách, cái câu là người ta cưỡi ngựa, người thì cưỡi ngựa, ta cưỡi la, ngẫm sao mình lại thua người ta. Nhưng sao quay đầu chợt gặp ông xe đẩy, mới thấy rằng mình sao hơn người ta. Nhiều khi mình không có tu, cho nên mình mặc cảm là mình nghèo. Mình thấy người ta cưỡi ngựa, còn mình cưỡi la. Con ngựa là con đi nhanh. Cái này là cái bài của người xưa nói nha. Con ngựa thì cái sức chạy của nó rất là nhanh. Thì hồi xưa những người có tiền của họ mới có con ngựa họ cưỡi. Còn mình thì không có, nhà mình thì nuôi con la thôi. Mình nói con la, giờ mình ví như con bò, con trâu đi, hay là con heo đi. Chứ con la, quý vị không biết con la là con gì, mà thôi cho con bò, con trâu thì nó chạy thì sao? Nó chạy thua con ngựa. Thì nếu mình sánh với cái người cưỡi ngựa thì mình thua người ta. Nhưng mình đừng có nhìn tới, mà mình nhìn lại cái thì sao? Quay đầu chợt gặp ông xe đẩy thì mới thấy rằng mình hơn người ta. Đây là cái lý, có thể mình hiểu như vậy để mình sống với cái lý trung đạo. Mình sống với lý trung đạo, xét lại gì nữa, giờ mình là có phước rồi đó chứ các vị. Chứ nếu mà các vị mà không có phước á, cái máy này sao nó hết nè, không có phước á, thì các vị nghĩ làm sao? Giờ này các vị phải ở góc chợ, ở đầu đường để đi tìm cái sự sinh nhai. Còn bây giờ có phước mình mới vô chùa mình tu. Vậy thì so lại với mọi người, mình có phước nhiều lắm. Thì biết được vậy mình cố gắng thêm. Đó thì tôi đưa ra. Rồi bây giờ ba điều kiện của nói với người trẻ, bây giờ nói với người già của mình. Nếu một kiếp con người á, thì nó có ba lần hạnh phúc nhất trong đời người. Hạnh phúc thứ nhất là khi mình sanh ra, mình được yêu thương trong vòng tay của cha mẹ. Thì bây giờ mình xét lại cho mình có được điều đó chưa. Nếu mình sanh ra gặp cái thời chinh chiến, cái thời loạn lạc, hoặc giả cái gia đình chúng ta cha mẹ không có thuận hòa, thì như vậy mình thấy trước tiên là mình kém cái phước may mắn đó, thì mình cố gắng mình tu. Còn nếu mình được cái phước đó thì mình nên trân trọng, mà đừng có làm cho ai đau khổ bởi sự chia rẽ. Thì như vậy cái phước này nó còn, mà chẳng những nó còn mà nó kết tinh lại thành cái công đức lành. Rồi cái điều thứ hai, khi mình lớn lên mình bắt đầu biết yêu thương, mình xem coi cái người mình yêu có yêu lại mình hay không. Nếu mà được điều đó là một phước. Nhưng mà nếu không được điều đó thì mình biết rằng cái quan tương gì kiếp trước đó mình mắc nợ mắc nần đó, cho nên mình thương người ta muốn chết mà người ta vô tình hờ hững. Hoặc giả có khi mình thương ai quá đó, mình làm cho người đó khó chịu nữa cơ. Quý vị thấy phải không? Ở đời này á, mình thương người nào đó, người đó không cần, người đó còn khó chịu. Rồi cái nữa đó, quý vị thấy không? Nhiều khi bây giờ các vị thương con quá, mình thương, mình lo cho nó, nhưng mà nó đâu có cần, nó phải không? Nó thấy con đi về, hỏi con đi đâu, ở nhà má trong. Má trong chứ gì? Ngủ cho nó khỏe, ai nhờ, ai cần má trong.
Nhưng mà ngược lại, mình quá lo, rồi tới cháu cũng như vậy. Rồi vô tình mình làm như vậy, cuối cùng nó phản ngược lại với mình như vậy, nói những lời nghịch ý mình như vậy thì mình sao? Buồn, đau khổ. Thì biết vậy thì mình xét cái đó là thứ hai. Cái thứ ba, mình về nhà, mình có được cái may mắn là con cháu nó yêu thương mình không? Còn nhiều khi mình chưa có được điều nào trọn vẹn hết á. Vậy mà ai động tới mình thì mình nhảy đông đổng lên, mình giận, mình hờn. Thì có phải cái đó là mình kém tu không? À, các vị thấy những chuyện đó rất đơn giản, thực tế như vậy. Tôi xin thưa đại chúng như vậy. Thông thường chỉ vì cái tự ngã mà mình làm mất hết cái sự an lạc, thanh thoát. Nhưng các vị phải nhớ rằng quy luật của cuộc đời, tất cả đều có cái lực bù trừ hết. Nó cao ngất như núi Thái Sơn mà vẫn bị mây mù che phủ. Cho nên vì chúng ta không có chịu học Phật, chúng ta không có thực hành theo lời Phật dạy, cho nên chúng ta dễ bị cái bệnh chấp dữ lắm. Còn nếu chúng ta chịu học Phật, thực hành theo lời Phật dạy, thì chuyện lớn nó quá thành nhỏ, chuyện nhỏ nó quá thành hư không. Còn mình không có học Phật, mình không theo lời Phật dạy, thì chuyện không nó biến thành có, chuyện có nhỏ nó quá thành lớn, mà chuyện lớn nó quá thành đại sự, thành ra cuối cùng mình đau khổ. Tôi cũng có một sự suy nghĩ, tôi cũng không giấu các vị, thí như tôi đâu có biết lòng với cái cô nào mà hồi xưa từng có công với chùa này đâu. Đùng một cái người ta không tới chùa này nữa, tôi tới đây tôi giảng, họ cũng phá. Tôi nói trời, tôi không biết cô này là ai, mà tôi cũng không hề đã không biết thì làm gì có sự biết lòng. Mình chỉ tới đây mình giảng, nhưng mà rồi sao, họ cũng cho người này cho người kia nó len lỏi vô để nói thầy tài như thế này, thầy tài thế kia, thầy tài thế nọ, để cho họ cũng cố tình họ phá. Tôi mới suy nghĩ, mình nói ủa, tự nhiên tạo nghiệp với tôi à. Tôi đặt ra như vậy. Thành ra nếu mà mình không vững tâm, mình bị tự ngã đó, thì các vị nghĩ thì sao? Cuối cùng rồi chính cái thời này mình cũng đầu với nhau. Cái niềm đau khổ nhất của chúng ta không chết giữa xa trường, giữa lằn tên mũi đạn, mà chúng ta chết lúc hòa bình. Đây là một điều thương đau. Tôi nhớ hồi xưa tôi ở còn nhỏ, khi chưa đi tu á, thì cách tôi có hai cái căn nhà, thì lại có hai ba cái ngôi nhà lại ngày đám giỗ 30 tháng 4. Thì tôi mới hỏi chứ ủa, hồi nhỏ tôi xin lỗi quý vị nghe tôi nói cái này, tôi không có nói gì chính trị nghe. Tôi nói ủa, sau ngày 30 tháng 4 bao nhiêu người ở Việt Nam á, người ta ăn mừng, mà tại sao có mấy nhà này đám giỗ? Thì người ta nói cái ông nó tên là ông Hai Khâu. Cái ngày 30 tháng 4 á, là nhất là dân Bến Tre mà gọi là giải phóng phải không? Nó ăn mừng. Ông mừng quá, nghe gọi là giải phóng mừng quá đi. Ông đi giật bò, đi mừng bò để ông đãi cho cán bộ. Thì trong khi ông mừng bò, ông giật bò đó, ông mới lấy, ông mới tiếc cái bò, con bò lớn quá, cho nên ông mới lấy da, lấy thịt nhầy ra, ông đem ông làm cái gì gọi là lạp xưởng cái gì đó, ông phơi. Thì thay vì cái ngày đó nó chưa có hoàn toàn im tiếng súng, mà ông đem đi mừng bò, ông ăn, ông mừng quá, ông phơi. Thì vô tình là một trái bom còn lại nó nổ, một cái nó nổ xuyên qua chết mấy nhà, mấy người đang mừng bò đó. Thì ý tôi nói các vị nghe, cho nên đó, thông thường thay vì chết khi mà còn lằn tên mũi đạn không tích, mà chết vì cái lúc gọi là im tiếng súng, đúng không? Thôi thì mình bỏ chuyện đó, mượn cái danh từ, cái chuyện đó nó rõ như vậy. Nhưng bây giờ mình mượn lại cái chuyện tâm của mình. Nhiều khi cái ngôi chùa còn nghèo, còn khổ, còn khó khăn,
Nhưng mà thầy trò huynh đệ yêu thương nhau lắm, đầm ấm lắm, hạnh phúc lắm, phải không? Nhưng mà lúc mà nó đầy đủ tiện nghi sang trọng vật chất thì lúc đó nó trở thành những cái nghi ngại, những cái chướng nạn, những cái chướng duyên trên bước đường tu nữa cơ. Cho nên thế sự là nó như vậy. Nhưng mình biết thế sự như vậy rồi, để mình tu có nghĩa là mình né tránh. Né tránh. Chứ còn nếu mình không biết, mình không dè chừng cái tâm mình, mình không né tránh thì vô tình mình không chết giữa làn tên mũi đạn, mà mình chết trong lúc ấm y. Ở gia đình các vị cũng vậy. Khi gia đình nghèo khó thì biết đâu con hiền cháu thảo. Còn khi gia đình giàu có thì biết đâu lại con cháu ngỗ nghịch vô nghi. Nó thường là như vậy. Vì vậy mà chúng ta là người tu Phật, chúng ta hãy bình tĩnh, hãy bằng lòng mọi sự mọi việc trước mắt. Đừng quá nhiều cái tham vọng, đừng quá nhiều cái ích kỷ, mà sống với cái tâm bình lặng. Cho nên trong giai thoại Phật giáo có một câu chuyện là có một cái ông thiền trai. Tình cờ ngày hôm đó đó, ông giăng lưới bắt được một con cá lớn. Nhưng mà con cá đó lại là một ông thầy. Thì ông này thấy con cá lớn mà ông sợ, ông thả. Ông thả cho nên cái buổi chiều hôm nọ ông mơ mơ màng màng, nó thấy một ông thần xuất hiện. Thấy rằng nói tôi cảm ơn anh, cái con cá anh thả khi nãy là tôi đó. Tại vì tôi dạo chơi sơn thủy vô tình đã lọt vô cái lưới của anh, nhưng mà anh thả tôi. Thôi để tạ cái ơn đó đó, anh dòm trên người anh có một viên ngọc. Tôi cho anh một viên ngọc, anh hãy nên đem về nhà để anh đổi đời, đổi cuộc sống của anh. Và viên ngọc đó, anh được quyền ước, ước một điều gì? Thì ông này cũng hơi vui mừng, tự nhiên mình làm cái phước nhỏ vậy thôi, mà được một viên ngọc cho đem về khoe với bà vợ. Nói kể từ đây thì chắc tôi không đi dân câu nữa, khỏi cần mẹ mày phải mỗi ngày phải bưng cá ra chợ bán, vì ta đã được ông thần cho viên ngọc. Thôi bây giờ ước cái gì đây? Ước cái gì mà để cho mình sung sướng mà mình không có cực nhọc mà điều lành đó? Bà vợ mới nói, ông ước gì ông ước, nhưng mà tôi đã cực khổ nhiều rồi. Tôi đã lo cho chồng, cho con bao nhiêu năm cực rồi, sáng nào cũng tảo tần, bưng gánh, bán bưng hết á. Kể từ đây em ước gì em ước, cho tôi đừng có làm cực khổ nữa. Đứa con gái nó giọt mẹ, nó nói không được đâu mẹ. Mẹ vậy còn con sao mẹ, bây giờ con nhan sắc con nó không có bằng bạn con nè. Mẹ làm sao nói với ba ước cho con đẹp, để ra đường bao nhiêu anh chàng dòm, thế còn con nó đi, tao nói con thì nở không mà mẹ. Không được, mẹ phải hy sinh cho con. Thế thì thằng con trai nó nói, mày là con gái, mày đẹp chừng nào thì mày làm biến làm nhát khung chừng đó, mày khổ chừng đó. Mày không nghe thế gian còn nói hủ nhan sắc, hủ áp đức sao? Thôi, bây giờ tao đã cực rồi, mấy anh đã cực, cài ruộng, cuốc ruộng suốt ngày cực quá. Thôi bây giờ ước cho có lúa gạo đầy bồ đi rồi, không làm mà nữa hết cho sung sướng. Thế thì ba người như vậy nó có ba cái ước dành nhau mà ước. Thì ông chồng ông nói bây giờ mẹ bay ước một thứ, con gái ước một thứ, con trai ước một thứ, tao biết làm sao mà trong khi có một điều ước thôi. Thế thì bà vợ nói ông làm xong làm, ông nghe lời con thì ông nghe đi. Tôi kể từ đây là không ra chợ, không mua thức ăn, không nấu cơm. Cha con ông cứ ngồi đó ước có cơm ăn ước thì chứ tôi không làm. Đứa con gái nó kể từ đây con cũng vậy à. Con nói thiệt với ba là con không thiêu thùa, con không mai giá, con không luộn thóc nấu cơm với mẹ gì hết, con không chặt củi gì hết. Kể như muốn làm gì làm, kể giờ phút này là con không làm gì hết. Thằng con trai đó rồi ruộng bỏ, chơi quan chơi gì chứ không làm gì. Ba muốn làm gì đó ba làm đi, ba muốn nghe lời ai đó ba nghe đi. Thế thì
cả một tuần lễ coi như gia đình không thua gì cái địa ngục ba tầng. Ông này mới suy nghĩ, ông nói trên cuộc đời này thay vì để cho cái mình có một cuộc sống bình thường thì đâu có chuyện gì để nói. Tự nhiên cái từ ngày cái viên ngọc này, cái ngọc ước này nó vô nhà mà làm cho gia đình lộn xộn. Ông mới quyết định suy nghĩ 1, 2, 3 đem viên ngọc ra ngoài biển trả. Ông cầm viên ngọc ra ngoài giữa biển khơi, ông kêu ông Thành, ông nói tôi mời ông lên đây tôi trả viên ngọc cho ông đây. Bởi vì từ khi ông cho tôi viên ngọc này nó vô nhà tôi tới bây giờ là nhà tôi nó mất quà. Con trai thì nó làm biếng, nó không làm ruộng. Con gái thì coi như cái mặt ủ rũ mày ê. Bà vợ tôi thì cứ nhăn nhó, đừng đòi hỏi cái gì nó cao siêu, nó phước báo nó tràn vào, đừng đòi hỏi điều đó. Bởi vì lắm khi cái phước nó trở thành cái quả là như vậy. Cho nên cứ cầu mong cho mình được thân khỏe, được tâm an, ngày 2-3 buổi là xong rồi, phải không? Là khỏe rồi. Đừng còn mong cái giàu có mà nó trở thành đau thương, bất hạnh. Như vậy thì từ đây về sau khi các vị nghe tôi nói như thế này, các vị có cầu mong cho các vị được giàu sang vinh hiển không? Không nên. Làm sao bình thường, nhìn lên thì mình thua một vài người, nhìn xuống mình hơn 100 người được rồi, phải không? Đừng đòi hỏi quá nghe. Cho nên quy luật cuộc đời thì nó có lực bù trừ. Thí dụ như các vị thường hay ghét cái ác, ham cái thiện, thích cái thiện. Nhưng mà các vị nên nhớ cái ác vũ trụ trời đất vẫn sanh ra, nhưng mà thường nó không có tồn tại. Bởi vì sao? Thí như cái con rắn độc sanh ra, nhưng mà con rắn độc không bao giờ tồn tại lâu dài. Chứ nếu mà nó vũ trụ trời đất mà cho con rắn độc nó sản sinh ra nhiều, con rắn nó sinh một lần cả chục con có. Mà nếu nó nuôi đủ hết thì nó tràn lan sang hà đại địa, làm sao ai sống nổi, phải không? Nhưng mà con rắn độc nhất khi nó sinh con nó ra đó, là con nó không phải sinh bằng trứng mà sinh bằng thai. Khi sinh nó ra thì những cái con này nó muốn ra đời thì nó phải cắn bụng mẹ của nó. Khi cắn bụng mẹ nó đau quá đó, thì một cái đuôi con rắn nó phải quấn một cành cây, một cái đầu nó quấn một cành cây để nó trân mình nó ra, để cho cái bụng nó căng ra, để cho các con nó cắn bụng nó chui ra. Thì khi đau đớn, khi con cắn bụng chui ra như vậy đó, nó gọi là nó tru lên, nó rú lên. Thì những cái loài chim mu nó nghe, nó biết rằng sắp sửa có các con rắn con ra đời. Cho nên nó dòm, nó đậu các cành cây nó dòm. Con rắn nào mà vừa rớt ra thì nó chạy lên nó mổ nó ăn. Trừ khi con nào nó nhanh nó bò được, chui vô hang còng, hang mộ thì nó mới sống sót. Như vậy thì các vị thấy rõ ràng đó. Trời đất vũ trụ vẫn cho loài độc sanh, nhưng mà sanh chỉ giới hạn. Hay là con cọp cũng vậy. Nếu mà con cọp nó sanh con nhiều hơn con người sanh chứ. Nhưng mà nếu nuôi hết thì làm sao mà sống nổi. Con cọp nó sanh một lần mấy con chứ không phải như mình sanh lần cao nhất 2 đứa đâu, phải không? Sanh lần 1 người thôi. Vậy mà con cọp nó sanh mấy con nhưng mà nó nuôi không thể được. Con nào mà con cọp mẹ thương quá nó liếm hoài riết thì con cọp con phải chết. Sao quý vị biết không? Thì cái lưỡi con cọp nó nhọn, nó có những cái lưỡi nó giống như con mèo vậy đó. Con mèo mà nó liếm con nó cũng chết, liếm nó thương của nó liếm, mà nó liếm thì nó lột lông tới nó tràn da thì nó chảy mủ. Mà nó thấy con nó chảy mủ thì nó thương, nó liếm tiếp, liếm riết là con cọp con phải chết. Trừ khi con cọp nào mà nó nằm ở dưới phần dưới á, ở dưới đuôi dưới mông thì con cọp đó mới sống sót. Nhưng ngặt nỗi khi nó sống sót, nó bú được mẹ đó, cho tới khi nó bỏ bú thì nó cắn núm vú con cọp mẹ cho đứt núm vú, là không thể nuôi cái lứa thứ hai nữa. Đó là như vậy. Trừ khi con cọp mẹ nào nó thông minh, nó thấy con nó ngậm đau, nó bỏ coi như nó tách rời con nó ra, nó không cho bú nữa thì mới được. Dĩ nhiên nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt, nhưng mà trường hợp cá tính, vũ trụ tính sanh ra loài độc là như vậy.
Như vậy thì các vị thấy trên đời này đừng có sợ những cái gì ác hết á. Nó lấy vỏ quýt dày thì có móng tay nhỏ đó, nó phải như vậy mới trị được. Còn vì mình mến chuộng cái thiện, cho nên lắm khi mình ghét nhơ cái ác làm cho mình khổ đau. Thế gian này nếu mình thương ai thì người ta mới thương lại mình. Mà ngặt nổi có nhiều khi á, mình đòi hỏi người ta thương mình mà mình không thương người ta thì làm sao ta thương được mình. Mình cứ lấy cái cá tính của mình đặt nặng cái tình thương người ta thì không bao giờ ta thương được mình. Vì vậy để chúng ráng sống cuộc đời này, mình đừng làm cái gây cây xương rồng trong gia đình, trong bạn bè, luôn cả trong chùa chiền. Mình hãy là cái cây bông bụp. Bởi vì cái loài bông bụp nó không tuổi, không tên, không ai để ý dần nó, nhưng mà nó âm thầm, nó có thể trổ hoa trong một ngày, nhưng mà nó vẫn có sắc hương tươi đẹp, mà nó không làm hại cho ai. Còn ngặt nổi, mình không làm được loài hoa thơm quả lạ, mà mình làm cây xương rồng, đụng ai mình cũng đâm, cũng chọt hết trơn, thì làm sao ta sống nổi, phải không? Cho nên các vị nhớ ở nhà, người vợ đừng làm cái gai xương rồng cho chồng, người mẹ đừng có làm gai xương rồng cho con nha, người chị đừng có làm gai xương rồng cho em. Nếu mình không làm được cái loài hoa tươi đẹp thì nên làm cái hoa bông bột nha. Bông bột nó cũng là hàng rào nhưng mà nó không có làm hại ai hết đó. Còn mình làm gai xương rồng thì mình chính mình cũng đau khổ mà người cũng đau khổ. Đó là cá tính của mình. Nếu một người nào nói rằng trên đời này tôi có uy tín, tôi có tiền của, tôi nói cái gì người khác cũng nghe, thì mình biết đó là một người vô cùng bất hạnh. Vì họ, sở dĩ họ nói người ta nghe là tại vì họ có tính độc tài, họ có tính luôn xung đột. Cho nên khi họ nói thì người ta phải ráng mà chấp nhận nghe. Khi nghe thì người ta tự hào rằng là mình nói người ta nghe, phải không? Có một ông vua, ông này cũng có chút tài ba, cũng có chút thông minh đỉnh đạt, nhưng mà ông có cái tính độc tài. Cho nên khi ông nói cái gì ông cũng muốn mọi người phải muôn tâu bệ hạ phải, chứ không muốn ai đi nghịch ý ông hết. Cho tới một ngày hôm đó, ông ta vui quá, ông ta mừng quá, khi cả triều đình ông ta đưa cái điều kiện nào ra thì triều đình cũng vui, cũng chấp nhận, cũng phải. Ông ấy hớn hở, ông ấy đi về cung. Thường thường mà ông vua mà sau khi lâm triều thì về cung của hoàng hậu. Bữa đó ông ấy về cung của một bà thứ phi rất đẹp. Các vị nào có đau nhất thì cứ việc duỗi chân ra lên ghế ngồi đừng có ngại nha. Thầy muốn là quý vị nghe pháp phải thoải mái, đừng quá gò bó, đừng quá căng thẳng. Khi mà ông vua lâm triều xong về tới cung của thứ phi mừng quá, thì bà thứ phi hỏi: ủa, bữa nay bệ hạ lâm triều có chuyện gì mà bệ hạ vui vậy? Gì bà vui quá vậy bệ hạ? Ông vua nói: ái khanh nên coi, cả triều đình này có ai qua trẫm đâu. Trẫm quyết định một sự việc gì, trẫm nói một sự việc gì, triều đình cũng muôn tâu bệ hạ phải. Thế thì bà hoàng hậu bông khóc, thiếp lo quá bệ hạ ơi, thiếp lo quá, thiếp lo. Nhà vua hỏi: lo gì? Lo cái ngày mà giữa thiếp và bệ hạ gần nhau nó không còn bao liêu nữa, nên nó thiếp lo quá, thiếp lo quá. Ông vua hỏi: ai, ai có quyền ngăn cản cái tình thương của trẫm với thiếp? Ai là người mưu hại trẫm với thiếp? Nói đi, trẫm chém đầu. Dạ thưa bệ hạ, bởi vì triều đình này có mình bệ hạ giỏi, có mình bệ hạ tài ba, cho nên khi mà rủi có quy biến, có nước khác xâm lăng thì mình bệ hạ ra sao chống trả được. Cho nên thiếp lo quá bệ hạ ơi, thiếp thấy rằng giữa thiếp và bệ hạ không còn sống chung nhau được mấy ngày nữa. Thì vậy là các vị nên nhớ cuộc đời, đừng vì cá tính của mình, đừng vì cái độc tài của mình
đừng vì cái ích kỷ của mình mà cái chuyện gì mình cũng muốn mọi người nghe theo mình hết là không được nghe. Đây là cái nguy cơ tương lai diệt vong mất nước. Đó là nói về ông vua, nói về gia đình cũng vậy, nói về một cái đạo cũng vậy, một cái chùa cũng vậy. Một ông trụ trì, một người gia trưởng ở trong nhà mà có cái cá tính đó rồi thì trước sau gì nó cũng bị mai mòn, nó cũng bị suy sụp, hiểu không? Rồi mình vô chùa mình lãnh đạo tinh thần Phật tử một nhóm cũng vậy. Nếu các vị nào được quý huynh đệ cử cho mình một cái vai trò nào đó thì mình cũng đừng có quá gì cái cá tính của mình mà mình làm đổ vỡ một cái tổ chức. Mà với tinh thần nhà Phật thì Đức Phật có dùng cái danh từ gọi là tăng sai đó. Nếu mà một ông thầy mà được tăng nó đưa lên lãnh đạo thì cái ông thầy đó không phải lãnh đạo con người mà lãnh đạo một cái tư tưởng, thì phải nghe lời quần thần, nghe lời chư tăng trong ban tổ chức đó. Thì các Phật tử cũng vậy, nếu ai được Phật tử đề cử lên thì mình biết không phải đưa mình lên mà đề cử mình giúp công việc cánh giác, thì mình phải hạ cái bản ngã của mình xuống thì người ta mới thương mình, người ta mới cộng sự với mình, người ta mới tới tu với mình nha. Còn mình thấy mình lãnh đạo mà mình nạt, mình nộ, mình quýt, mình hái, mình móc, mình méo riết, không còn ai sống mình nè. Ở nhà bếp cũng như vậy, vô nhà bếp ăn mà mình nấu cho người ta ăn là có phước, nhưng mà vô thấy cái mặt mình nó một đống là không ai muốn ăn nổi hết trơn. Như vậy là nó tổn phước. Cho nên bên tôi thì tôi không dám nói ai. Cái chùa tôi đang ở là cái chùa kỳ cục nhất của Hoa Kỳ, mà nó phải tới đời tôi mới được. Cái này tôi nói thiệt, cho nên ai mà nghe tôi về đó là nghĩ là không có giờ ở được quá 3 tháng. Mà bây giờ ở 1 năm rồi, mà càng lúc Phật tử càng dễ thương ra, là tại vì tôi phải giữ. Cho nên ta nói người hiền sợ người dữ, người dữ phải sợ người dữ hơn. Thường thường gõ bít dày có móng tay nhọn, tôi về là tôi phan lá hết trơn. Coi như trên dưới gì tôi phan thiết, được không được thì thôi. Cho nên tôi nói ai mà ở nhà bếp cũng tới ngày tôi cũng ăn như đây vậy đó, mà các vị đứng múc cho người ta, đứng nấu ta đó, dù có bực mình cỡ nào cũng phải nhếch môi cười, không thì phải lấy cái tâm xỉa răng mà xỉa cái môi lên mà cười. Chứ mà sụ xuống là tôi làm liền đó, là tôi cho nghỉ liền. Như vậy thì mới gọi là có phước, mới là phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật. Còn nhiều khi mình làm cực quá rồi mặt mình một đống, dằn mâm sáng chén vậy ai ăn cho nổi đó. Như vậy là tổn phước, các vị hiểu không? Ở nhà cũng vậy, ở một tập thể nào cũng vậy, cho tới ở chùa cũng vậy, phải có cái lòng hoan hỷ vị tha thì cái người đó mới có thành tựu được phước đức, mà có phước đức thì mới tu hành để thành tựu công đức. Quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên từ đây ra sao ráng đi tới chùa, cái gì cũng phải nhếch môi cười, mà cười không nổi thì làm ơn lấy cái cục bông gòn nhét vô để cho cười, không cười cũng như cười, chứ đừng có sụ cái mặt xuống một đống. Là làm như vậy là mình tổn thương, tổn hại, tổn giảm, thậm chí gọi là tổn phước đức, nghe không? Ráng như vậy thì chùa mới hưng thịnh được. Đó là mình không cần đóng góp vì tiền bạc, mà mình làm như vậy có nghĩa là mình đóng góp cái phước đức rồi đó. Những cái tôi nhắc rất căn bản để đầy chúng cố gắng mà nhớ. Thì tôi nói như vậy để cho mọi người phải thấy rằng mình rào rạt niềm vui. Và thông thường mình có một cái nghiệp ở trần đời này nữa là gì? Thường thường mình gặp bạn bè, huynh đệ của mình á, mình gặp là mình hay mở miệng mình than nhiều hơn mình nói chuyện vui, đúng không? Rồi thì gặp nhau sao? Than thở đủ thứ. Bây giờ tất cả đây, trong đây ai cũng có pháp danh hết rồi, thì phải đi ngược lại sự đời. Gặp nhau là phải nói niềm vui, nói chuyện hạnh phúc, nói chuyện đạo. Còn bây giờ mà mình không làm được điều đó, mà cứ gặp mình cứ than, than hết chuyện của mình, rồi than chuyện của người, rồi than chuyện chùa, thì như vậy thì mình đâu khác gì người đời chưa quy y, phải không? Cho nên từ đây sau là các huynh đệ gặp nhau nhớ ai mà nói chuyện than phiền là quèo nói liền.
nói bữa đó nhớ ông thầy có nói rồi, ở đời ta gặp nhau ta than, đạo mình gặp nhau phải nói chuyện vui, nói chuyện đạo, nói lời của Đức Phật dạy, nói cuộc đời của Đức Phật, nói sự tự tại của tổ, nói cái sự an lạc của mình trong khi mình tu, thì người ta mới ham, người ta mới theo mình ta tu chứ. Còn mình gặp mình than không thì ta sợ thấy bộ nội luôn, ta nhớ theo mình tu phải không? Như vậy khi mình nói chuyện vui cho người ta, mình nói cái chuyện công đức tu hành của mình, đó là mình đã cống hiến được cho người ta cái sự an lạc rồi đó. Còn đằng này nếu mình nói chuyện than phiền, có ai nói chuyện than phiền mà mở miệng cười không quý vị? Hả, cứ nói than phiền mà tự nhiên cái mắt nó sụp xuống hả? Cái ốc nó sụp sủ xuống không thì làm sao cái ốc này nó thảnh thơi được. Vậy thì từ đây thì sao? Phải nói chuyện gì? Chuyện vui, chuyện đạo đức, chuyện thánh thiện để ban rải cho người. Chúng ta hãy bớt đi cái tự ngã thì cuộc đời nó dễ thở hơn. Còn nếu chúng ta cứ mãi tự ngã thì cuộc đời này nó rất là khó thở, nó ngột ngạt. Tôi nói đây thì tôi có kể một cái câu chuyện cho các vị nghe để làm minh chứng. Câu chuyện trong lịch sử mà chúng ta được biết đó là có ông vua Đường Thế Danh. Là ông vua này coi như là ông rất là tài ba, ông rất là giỏi. Cái thời của đời Đường là ông là một gọi là Đường, coi như là một người khai sáng ra cái đời Đường. Khi ông ta sau những cái biến cố rồi ông ta được lên ngôi trị vì thiên hạ rồi đó, thì bắt đầu ông ta có cái bản ngã. Có cái bản ngã cho nên ông ta lên nắm triều đình, nắm binh quyền, thì ngược lại những cái người triều thần của ông ngày xưa mà khi mà ông chưa làm vua đó, thì cứ nghĩ rằng là gì? Nghĩ rằng ông này như bạn của mình thôi. Hồi thời chinh chiến giữa xa trường, từng nếm mật nằm gai, từng hạt muối chia ra ăn, thì bây giờ lên vua, lên làm vua thì các vị quần thần này cứ nghĩ rằng ông vua cũng như vậy. Cho nên khi ông Đường Thế Chân lên làm vua thì thường các quần thần mà có công với ông thường hay khuyên can ông. Mà trong đó có một ông quan tên là Ngụy Trưng. Ông này thì cái tính tình thẳng thắn, bộc trực, ngay thẳng, mà thường can gián, thường đi ngược cái ý của ông vua. Nhiều lần như vậy thì ông vua ông sao các vị biết rồi. Cho nên cái điều này ta mới thấy rằng tất cả các triều đại tiên đế đó thường hay có cái bệnh độc tài khi lên ngôi trị vì thiên hạ. Vì vậy mà mất nước, mất cái dòng tộc của một cái đời của tiên đế là vậy. Thường ông vua khai màn á, thì ông vua này còn chút đạo đức nghe. Còn mà tới nữa thì thường mấy ông vua đều là trị lạc, đều là hôn quân hết á. Cho nên ông Ngụy Trân này á, có tính rất là thẳng. Mà quý vị biết trên đời này, con người nào thẳng thì con người đó dễ bị sao? Bị chém đầu. Vì vậy mà cổ nhân có nói câu á, khi thú chết thì phải giết gì? Giết chó săn. Cho nên các vị mà có công với thầy nào làm ơn xa xa ra lơ mơ là bị bị khước cổ. Vì thế khi mình có công, một là mình tự ngã, mà khi tự ngã thì mình hay nói những lời nghịch ý, hoặc giả là bạn bè mình thấy mình tự ngã họ ghét cho nên họ chọt, mà họ chọt biết thì cái gì mà nói đi nói lại nói tới nó lưu hoài, nó thấm mà phải nghe hả. Rồi tôi trở lại. Ông Ngụy Trưng này thường xuyên đi nghịch ý của vua Đường Thế Danh. Cho nên một ngày lâm triều nọ, ông đùng đùng ông nổi giận. Ông nổi giận cho nên ông mới trở về cung hoàng hậu Trưởng Tôn. Thấy ông vua bừng bừng sắc khí như vậy, đỏ mặt như vậy, thì hoàng hậu Trưởng Tôn mới hỏi chứ bệ hạ, bữa nay bệ hạ lâm triều có chuyện gì mà thấy bệ hạ đùng đùng sắc khí như vậy? Thì ông Đường Thế Danh nói: hoàng hậu có biết không, ta tức quá mà, cái tên Ngụy Trưng này nó thường xuyên nó chống với ta, nó ỷ nó có công với ta hồi lúc mà nó còn ở trong rừng còn chinh chiến với ta đó,
Mà bây giờ này, tại sao mà ta nói gì ra thì nó cũng tâu bệ hạ, xin bệ hạ nghĩ lại, xin bệ hạ anh minh hết ra đó. Thế thì bà hoàng hậu vẫn nghe như vậy. Họ nói trước sau gì tên này ta phải tìm cái cớ gì ta chém đầu, chứ còn để nó sống hoài triều thần này coi ta ra gì. Bị nói cái gì ra nó cũng tâu bệ hạ, xin bệ hạ soi xét, tâu bệ hạ, xin bệ hạ thánh minh hết ra là chịu không nổi. Thế thì một vị vua nào anh quân á, là vị vua đó chịu nghe lời can gián của quần thần. Vì vậy cái người mà dám đi nghịch ý với bệ hạ mà bệ hạ chưa chém đầu, như vậy là thần mừng quá, thiếp mừng quá, thiếp có một vị chồng là minh quân, thiếp mừng quá, hoàng thượng ơi, thiếp mừng quá. Thế thì ông vua mới đúng, ta là minh quân, ta là minh quân chứ sao. Thì cuối cùng ổng rớt cái cục giận, ổng rớt hồi nào mình không hay. Thấy không? Thì thay vì bà trưởng to bà xỏ mũi ông vua bà kéo đi mà bà không nói ra điều đó mà bà làm hành động đó thì cũng như bà xỏ mũi rồi, phải không? Cho nên cái khôn hay không khôn của người đàn bà là ở chỗ đó nè. Nghĩ tới một quốc gia, nghĩ tới một tập thể, nghĩ tới một hội đoàn, nghĩ tới một cái lẽ đạo huyền vi, thì chúng ta có thể hy sinh những cái nhỏ để mà vì một cái đại nghiệp to cho bá tánh, cho muôn dân. Như vậy nó không có lỗ lạ gì hết. Còn nếu một người đàn bà, tôi nói xin lỗi các vị, nếu có cái tính ích kỷ, tị hiềm thì nó sẽ tan, dầu cái chuyện đó là lớn lao cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái tính ích kỷ nó làm cho tan hoại hết. Quý vị có chấp nhận như vậy không? Không chẳng những người đàn bà mà nói về cá tính của một con người cũng như vậy. Như vậy thưa với đại chúng, chúng ta muốn làm một việc gì đó, chúng ta hãy nghĩ tới cái đại sự, đại nghiệp. Giống như đạo chúng ta cũng nghĩ tới sự an lạc, giải thoát cho nhiều người. Đừng vì một mình ta. Thế gian này không lửa thì làm sao có khói. Tất cả cái gì nó cũng do cái tương quan tương duyên nó gáp tạm với nhau mà trở thành, làm cho nó tan đàn rẽ nghé, nó đau khổ hết. Vậy Phật tử chúng ta muốn vượt qua cái đó phải làm gì? Chúng ta có hai cái cách tu mà chúng ta phải vượt qua. Một là chúng ta đừng có chấp vào lời nói thuận ngôn. Lời nói thuận ngôn là như thế nào? Đó. Lời nói thuận ngôn có nghĩa là ta thích những cái lời nói ngọt. Thông thường, thế gian thường có cái bệnh thích nghe những lời nói thuận tai, mát lòng. Những người như vậy đó, mà ai mà thích lời nói thuận tai, mát lòng, thì đó là những người dễ dàng chết trong tự mãn. Chết trong tự mãn vì không đủ năng lực. Cho nên nó đưa lên, nó nói, trời ơi, thấy anh dễ thương quá, thấy anh phúc hậu quá, anh đẹp trai quá. Thì nói như vậy thì trước sau gì mình cũng bị chết vì cô gái đó, trong tự mãn. Hoặc ông vua cũng vậy, thường chết trong tự mãn. Bây giờ tới ở chùa, một ông thầy cũng vậy, không khéo cũng chết trong tự mãn. Cứ nó bơm hoài lên thì chịu gì nổi, mà bong bóng mà nó bơm riết thì cuối cùng sao? Nó nổ. Cuối cùng nó không có gì hết, nó rỗng không. Vì vậy mà người tu chúng ta phải cố gắng kiềm chế cái lời ngon tiếng ngọt, lời nói thuận tai. Mình nghe cái lời nói thuận tai coi chừng là mình sẽ chết. Cho nên tôi gặp mấy cụ mà tôi nói là mấy cụ phúc đức quá, mấy cụ dễ thương quá, thì trước sau gì mấy cụ cũng móc túi à. Không? Còn mà nếu tôi nói là các Phật tử, thấy các Phật tử phải tu đi, không tu là coi như là khổ đó, là các vị thường buồn lắm. Mà cái gì mà nói ngọt ngọt, cho nên thường mấy Phật tử cao niên là chết với mấy ông thầy trẻ. Dễ móc túi thì bị mấy ông thầy trẻ, mà càng móc túi càng mua mấy ổng thì lên hơn mấy ông hư à. Một phần chúng ta Phật tử, một phần đường ngon tiếng ngọt, một phần thái đường ngon tiếng ngọt, nên hai cái điều kiện này gặp nhau thì sao? Trước sau thì nó cũng sanh sự, ắt sự sanh. Rồi mấy cô gái thì cũng vào chùa, cũng vuốt vuốt mấy ông thầy trẻ trẻ, thì trước sau thì cái nào nó cũng chết hết á. Tiền bạc nó cũng chết, mà gì? Tình cảm thì nó cũng chết, thấy không? Cho nên ráng nhớ,
Chúng ta tu hành phải vượt cái chướng nạn, một là thượng môn phải vượt qua. Thường thường cái bản chất kiêu ngạo làm tâm thức ta mù mờ, không có khả năng đề kháng những viên đạn bọc kẹo. Cái bản chất mà kiêu ngạo đó, nó làm cho ta không đề kháng được những viên đạn bọc kẹo. Bên ngoài nó bọc cái chất đường như vậy, chứ bên trong nó nổ không biết lúc nào. Cái đó là cái chết. Cho nên tôi cũng nói thiệt với các vị, tôi thì không hơn ai hết á, nhưng mà nhờ tôi giảng như vậy, tôi viết như vậy nè, cho nên tôi xử sự nó nhiều cái nó cũng có lý trí lắm. Mà trên đời này cái lý trí nhiều thì nó khô khan như sa mạc, mà cái tình cảm nhiều thì nó ướt át lệ nhòa. Hai cái nào cũng khổ quá. Cho nên vậy mà người tu nó phải cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Bữa nay là tôi giảng rất cô đọng những cái ý sâu sắc cho đại chúng về thực tập tu nha. Ráng đừng có ham viên đạn bọt kẹo nha. Ngậm vô rồi nó nổ banh miệng luôn á. Ở nhà cũng vậy. Đừng có ham mà nghe lời ngon tiếng ngọt, đứa con nào nó dụ dụ là chết, đứa cháu nào nó dụ dụ là chết. Cứ rồi mình vậy mình phải thẳng thắn, giờ má đi tu, nội đi tu, bữa nay con không có dụ nội được, cho nên nội con thương nội lắm, ngoại con thương ngoại lắm, nay ở nhà với con đi là coi như mất hết ngày tu học, phải không? Đừng có ham cái viên đạn bọc kẹo. Cho nên ta không hư hỏng trên đường chiến đấu, mà lại hư hỏng hoặc bạc nhược trong lúc hưởng quyền lợi, tranh chấp rồi nội bộ giết nhau. Này con, ta không bị hư hỏng trên đường chiến đấu. Tôi đơn cử, giờ mình nói đây là mình nói trong nhà, quý thầy với nhau. Qua bên này, một số thì đi vượt biển, một số thì sau này bảo lãnh qua. Thì các vị thấy theo lẽ đó, đệ tử Phật mình dạy cho Phật tử câu gì? Mỗi người mỗi nước, sao nữa, mỗi nơi, khi vào cửa đạo là con một nhà. Mình cái chùa nào cũng nhắc vậy đó, nhưng mà bây giờ xét lại coi bây giờ nội ở sau dê này nè, mấy chùa có chùa nào thịnh chùa nào không? Có bao giờ các vị đi tới chùa kia nghe khen chùa nọ không? Đây là một nỗi đau. Một nỗi đau của một cái thời kỳ suy thoái của Phật giáo. Không hư hỏng, không đau khổ, không giết nhau trên lúc hoạn nạn, mà giết nhau trong lúc hưởng cái quyền lợi, bạc nhược, tranh chấp, nội bộ, anh em giết nhau. Khi các vị đem những đứa con qua bên này, hoặc đi vượt biên, hoặc bảo lãnh qua, quý vị thấy là sao? Nó đâu có suy nghĩ rằng ngày hôm nay nó qua bên này rồi, nó không nhìn nhau đâu, phải không? Nếu biết vậy thôi, xưa tao đâu có lãnh mày qua làm chi, tao đâu có đem mày đi vượt biển, một sống mười chết làm chi, phải không? Nhưng mà ngược lại lúc đó thì lại sao? Yêu thương nhau mà lúc này không nhìn nhau. Đây là một cái nỗi đau của đời, cũng như của đạo. Ai mà hài lòng với cái thành công nho nhỏ thì không có điều kiện phát sinh đời sống tâm linh cao. Như vậy thì chúng ta đừng có hài lòng với những cái sự việc mình đã có nho nhỏ, mà bây giờ mình phải ráng cố gắng để cho nó phát triển cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của mình. Đó là thuận ngôn. Cái nạn thứ hai là nghịch ngôn. Thường thường ta không thích những lời nói như tát nước vào mặt. Hồi nãy thuận ngôn là mình thích những lời nói khen tặng cái viên đạn bọc đường. Bây giờ cái nghiệp thứ hai của chúng sanh là không thích những lời nói khi tát nước vào mặt. Nhưng người đệ tử Phật mình phải suy nghĩ, có những lời nói như tát nước vào mặt, nhưng mà lời nói đó nó nhằm đưa tới sự xây dựng, lời nói đó có thể nâng đỡ cho mình để mình sống với cái con người thật của mình, để mình phát sinh trí tuệ. Rồi có những lời nói đổ dạ, du khống, nguyền rủa thì mình cũng không chịu, nhưng rồi mình phải xét. Có những lời du dạ, du khống, nguyền rủa
nó đâu có gì tác hại tới mình đâu, mà mình phải lo, mình phải sợ. Ví dụ như tôi, quý vị biết, thật ra tôi cũng nói thiệt các vị, tôi đâu có biết lái xe. Từ hồi 5 năm nay tôi không biết lái xe, mà nhỏ lớn tôi chưa tầm cầm tới cái lái xe là gì hết á. Tôi, một là tôi không có nhớ được, cái đây nó thật. Bây giờ mà quý vị biểu tôi mà hỏi chứ thầy từ ở chợ, ở bến xe Đầu Vàng lại chùa Bảo Phước này đi bằng đường nào, thật sự biết chết liền á. Đây là nói thật, trời Phật cho tôi được cái trí nhớ dai, rất là nhớ dai nghe. Nhưng mà hỏi đường đi không bao giờ biết. Từ hồi xưa tôi ở 12 năm ở Sài Gòn, từ ở chùa Vĩnh Nghiêm tôi đi học, mỗi sáng tôi đạp xe đạp từ Bà Chiểu lại Vĩnh Nghiêm học, rồi trưa đạp về, mà từ chùa Vĩnh Nghiêm mà ra tới chợ Bến Thành 12 năm mà không hề biết đường đi. Đây là sự thật. Cho tới khi tôi về trở lại tỉnh nhà, tôi ở, tôi lãnh cái chùa từ ở Cái Mơn, mà nhà tôi thì ở thành phố á, mà mỗi lần một năm về thăm nhà một lần, cách có mấy chục cây số thôi, mà đi là phải xe đó ôm chở, không thì tự chở tôi không biết đường. Đó là sự thật. Cho nên vậy mà tôi đâu có biết lái xe 5 năm, nhưng mà họ vẫn viết lên mẹ họ nói, mày là người ăn chơi xa đọa, mày là người đi uống bia ôm, đi nhậu nhẹt, đi chơi gái, đi cờ bạc, mày có biết không mà mày còn bô bô cái miệng mình. Trời, đầu tiên tôi đọc đó tôi giận lắm á. Giận nó, trời ơi, tự nhiên nói vậy rồi rủi lọt tới tai. Tín đồ nghĩ mình sao? Cái tự nhiên mình tự động mình làm cho mình đau khổ. Cuối cùng tôi nói, ủa? Xét lại mình đâu biết lái xe, chỉ có người ngu nó mới hiểu, nó mới tin. Chứ còn cái vụ như không biết lái xe làm sao đi đâu? Mà mình không có thì lấy gì sợ? Thì tại sao mắt nhìn lại, tại sao Đức Phật đưa ra cái lá sen? Ngoài đời thì ta nước đổ lá môn, thì lá môn, lá sen thì một thứ phải không? Nó một họ với nhau. Thì thấy quý vị thấy cái gì nó không có đổ vô thì nó đâu có gì, nó có bị dính. Chứ vậy thì bây giờ mình mới quán chiếu, mình mới tu tập. Cái lời nói mà nó không phải thuộc về mình thì mình đừng cho nó dính. Mình phải thấy nó là nước đổ lá, lá sen. Ở ngoài đời nó lá môn, đạo mình thì nó lá sen. Bình thường được hết. Quý vị rõ chưa? Vậy thì tu là như vậy. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi sẽ kể cho các vị một câu chuyện để rồi mình tu như thế nào cho nó có thành Phật. Trước hết thì khi kể câu chuyện này, tôi nhắc cho các vị biết rằng Đức Thế Tôn của mình cũng trải qua vô lượng kiếp tu hành thì mới thành Phật. Vậy thì mình bây giờ mình ngắm mình tu mấy đời mà mình đòi thành liền đây, phải không? Đức Phật đã từng làm vị minh quân, từng làm hiếu tử, thậm chí từng đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi ngày ngôi lên, ngày phát cái tâm bồ đề, ngày mới thành Phật. Cho nên trong Luận Bảo Vương có nói á, nếu chưa từng làm quan hiếu, chưa từng làm tướng tài, chưa từng làm tôi trung, chưa từng làm minh quân, thì dầu có xuất gia làm thầy nhưng cũng không có khả năng thuyết pháp độ sanh. Ở trong Luận Bảo Vương như vậy là phải trải qua vô lượng kiếp tu hành, đã từng nếm trải. Nhưng khi nếm trải đó đó mà người đó vẫn giữ vững được cái lòng của mình, gọi là phát cái tâm bồ đề. Cho nên chưa nếm trải tu hành mà đòi thành Phật là điều không có nghe. Đó, cho nên nó rất rõ, chưa từng nếm trải, dầu có xuất gia làm thầy nhưng không có khả năng thuyết pháp độ sinh. Cho nên phải đã từng làm con hiếu thảo, từng làm tướng tài, từng làm tôi trung, từng làm minh quân, tích lũy từng chút phước thì mới phải nói pháp cho chúng sanh nhận biết. Như vậy thì tôi với các vị ở đây, mà bữa nay các vị nào mà nghe cảm thông được thì tôi với các vị cũng từng gặp nhau rồi. Chắc một là cũng từng làm mẹ con, từng làm anh em, từng làm tôi thành, từng làm dân dân, có nghĩa là từng cộng sự với nhau rồi thì kiếp này mới nói nghe được. Còn có nhiều khi không từng cộng sự với nhau nói thì không có pháp để nói, mà cũng không có người để nghe.
Thì hiểu được vậy rồi thì tôi với các vị đừng có kết cái quán thù nha. Đó, mà phải kết cái niềm quyến thuộc Bồ Đề. Để rồi mỗi đời mình cứ gặp nhau chút, tích lũy chút. Để rồi mai mốt mình thành Phật. Lúc đó mình không có ngỡ ngàng. Thành Phật không nói tôi ở cõi này, tôi ở cõi kia nha. Thành Phật là đã từng gặp nhau rồi trong vô lượng kiếp. Cho nên nhận biết Đức Phật từng vô lượng kiếp tử sanh cũng không tính kể, cho đến khi Ngài giác ngộ trọn vẹn thì thành bậc Như Lai. Cho nên chúng ta cũng vậy, tu tập từng kiếp, từng giai đoạn, cố gắng làm sao học đạo để ngộ được cái lý vô sanh. Khi mình học đạo và mình nhận ra cái lý vô sanh thì hai bến bờ dinh, nhục, buồn, vui, được, mất, thân, sơ, vân vân, nó không có làm cho ta phải bận lòng đến nhau nữa. Cái câu chuyện tôi kể cho các vị nghe là có một vị vua. Vị vua này tên là Darikaba. Thì vị vua này là một vị cũng là minh quân. Nhân một ngày nọ, ông vua này với các quan đi săn. Còn 10 phút nữa ha, các quan đi săn. Đi săn thì tình cờ đi săn mới gặp một vị tỳ kheo, một vị tôn giả tu hành, một vị đạo sĩ tu hành tên là Lưu Ba. Thì nhìn thấy ông đạo sĩ này sao tướng tá thì còn trẻ, khôi ngô, đẹp trai, tính tố mà sao bưng cái bát đi xin vậy. Thì ông vua mới suy nghĩ, ông nói cái tướng này thì đâu có nghèo đói, tại sao phải đi xin? Thay vì cũng đồng thời tu nhưng mà làm bao nhiêu việc khác được chứ, đó, tại sao phải đi xin? Ông vua mới thấy tướng này, anh này thông minh, ông đạo sĩ này thông minh, mới mời về triều. Nói thôi tôi mời đạo sĩ về triều, tôi cúng cho khô lâm trả phụng, cúng cho toàn là cao lương mỹ vị, đạo sĩ muốn ăn gì ăn, đầy đủ, tôi cúng, tôi phát tâm tôi cúng. Thì ông đạo sĩ thì nói dạ thưa bệ hạ, thưa hoàng thượng, bằng đạo tôi thì thật sự ra thì khổ thấy bên ngoài là khổ thiệt đó, nhưng mà thân bằng cái đạo không có bằng. Bây giờ bằng đạo chỉ xin với hoàng thượng một việc thôi, là xin hoàng thượng có cái thức ăn nào mà cho bần đạo ăn để trường sanh bất tử không? Thì ông vua Darikaba mới suy nghĩ, ông nói ta còn tìm cái thuốc đó chưa ra đây, muốn gì ta có mà ta cho ngươi. Thế thì đạo sĩ Lưu Ba nói vậy thì kể từ đây xin hoàng thượng để cho bần đạo được tu tập nha. Đừng có dụ bần đạo đi về hưởng thụ những cái thứ vinh hoa phú quý nữa, bần đạo đã chọn con đường này rồi. Thế thì từ giả ra đi. Nhưng một câu nói đó nó đúng thời, đúng lúc, gọi là đúng nhân, đúng duyên. Thì ông vua này ông xuất tỉnh, ông quay lại với quần thần, ông nói này các khanh, trẫm giang sơn có, thê thần tử phượt có, vàng bạc ngọc ngà gấm lụa có, cao lương mỹ vị có, mà sao trẫm thấy nó bất an? Trong khi ông đạo sĩ Lưu Ba kia chỉ ôm cái bát đi xin thôi, mà sao trẫm lại nghĩ rằng ông đó lại an lạc hơn trẫm, sống cuộc đời yên ổn hơn trẫm? Còn bây giờ trẫm lo quá, đi đâu thì phải dẫn mấy khanh đi, bởi vì sợ nó thụt tới, sợ nó chọt lui, sợ nó bắn tới, cuộc đời trẫm không có an. Ở triều đình thì sợ nội công ngoại kích, sợ mấy cung phi mi nữa nó ghen nhau, nó thuốc trẫm, rồi sợ mấy ông quan ham làm vua mà giết trẫm, nhân dân trẫm không an, trong khi ông Lưu Ba an quá. Cho nên các vị nhớ, thường thường cái người mà có căn lành, có chủng tử thiện căn tốt, nghe một câu thì sao? Thì ngộ. Còn mình nghe ngày nghe đêm mà nó không có ngộ. Thậm chí có khi nó chấp thêm nữa, phải không? Thôi, trẫm giao triều đình này lại cho thái tử và các khanh. Thế thì ông vua ông giao hết, ông cởi, ông mặc cái áo cũ kỹ, ông đi vô rừng, ông tìm ông đạo sĩ Lưu Ba. Khi vô tới rừng, gặp ông đạo sĩ Lưu Ba, thì ông đạo sĩ ông quất ngược lại. Ông quỳ, ông đánh lễ, ông nói dạ thưa thầy,
con là hồi trước kia là vua vậy đó, bây giờ vì nghe lời của thầy nói vậy đó, con xin phát tâm con bỏ hết để con cầu đạo. Ông nói đạo đâu phải dễ cầu, ngươi phải có cái gì ngươi đổi chứ, đạo ta đâu có cho không. Cái gì phải không? Chú suy nghĩ nè, hồi nào sáng hôm qua gặp mời về triều đình thì ông nói sao? Ông không cần, ông chỉ cần trường sinh bất tử, mà bây giờ ông vua ông bỏ triều đình ông đi cầu đạo thì nó đạo đâu thể cho không, phải có cái gì đổi chứ. Thế thì ông vua ông nhìn ông nói dạ thưa thầy, phải chi hôm qua thầy nói cái câu đó giùm con đem theo. Bây giờ triều đình ngay vàng con giao rồi, vợ con bỏ rồi, tiền bạc con nghĩ là thầy nói ngày hôm qua vậy đâu cần cho nên con bỏ hết rồi, còn gì nữa đâu, con có gì để mà con đổi để thầy. Thì ông Lưu Ba nói còn chứ, còn cái thân ông đó. Ông nói dạ thân này nó nhơ nhớp có gì đâu mà xứng đáng. Ông nói chừng nào ngươi bỏ nó được thì ngươi mới cầu đạo được. Cái gì thấy không, bây giờ cái gì bỏ được chưa? Không, tuy nhiên bữa nay là tôi khen thiệt á, 5 giờ sáng nó lạnh muốn chết mà các vị về tu vậy là thật sự là tôi cũng đảnh lễ nữa, chứ đừng nói chi chứ riêng nghe. Mà được bỏ được cái chỗ đó rồi ráng tu nữa. Thế thì còn chứ. Nói dạ thưa thầy, dạ bây giờ thầy muốn giết con cũng được, miễn sao cho con cầu đạo. Nói bây giờ chấp nhận không? Chấp nhận làm giấy đàng hoàng. Làm giấy đàng hoàng mới dẫn cái ông vua này nè qua một cái nước khác ông bán. Ông qua cái nước bên cạnh nó cái đền của nữ thần Kali. Mà nữ thần này là nữ thần mà, cho nên trong đền nó có 700 phụ nữ để mà hát sướng lo cho cái đền đó. Thì ông mới gặp cái bà chủ đền. Ông mới nói là xưa cô chủ trong này là có 700 mỹ nữ thế này nè. Hàng ngày thì ai là người cởi giày trong khi vũ nữ múa hát xong, ai là người giặt xiêm y, ai là người nấu cơm bữa củi. Mà nữ thần nói toàn là nữ là không. Nói thế thì đạo sĩ Lưu Ba nói tôi bán cho bà một cái tên này, một cái tên này nó trắng trẻo, nó đẹp trai, nó mạnh lắm, tôi bán cho bà 100 đồng tiền vàng. Bà giữ đời nó 100 tiền vàng mắc lắm. Ông nói không, bà cứ làm giấy với tôi làm giấy với bà, chừng nào mà thằng này nó làm đủ cái sức của nó, đủ cái xứng đáng 100 đồng tiền vàng thì bà mới cho đi nha. Thì bà nghe nói vậy bà chịu. Hai người mới ký kết làm giấy. Thế thì ông vua này hàng ngày ông phải cởi xiêm y, rửa chân cho 700 cô vũ nữ, nội mà ông dọn nhà vệ sinh cho 700 cô này, mà đi rách rơm đi tè là quý vị biết cực khổ cỡ nào. Không còn giặt vũ nữa. Vậy mà ông chấp nhận ông làm, bị chấp nhận bán thân để cầu đạo mà. Cho tới một hôm, tôi nói gọn là đến hết giờ, tới một hôm, ủa còn 13 phút nữa, tới một hôm thì có một ông hoàng đế nước khác nha. Ông hoàng đế nước khác mà từng là bạn của ông đạo sĩ này, thì ông mới tới ông thăm cái đền nữ thần Kali. Mà ông không nhận ra cái ông này là vua với mình rồi, bạn nước Lân Bang. Ông không nhận ra bị gì sau cái thời gian ở mà cực khổ quá đó. Thì ông mới thấy ông này hầu hạ lo chu toàn, ông mới thương. Một ngày ông ở đó cho 7 đồng, cho 7 đồng để mà trừ cái 100 đồng kia từ từ từ. Cho tới một hôm hoàng đế này không ngủ được, sau khi trời nóng nực cũng không ngủ được, mới dạo ra khu vườn. Thì đi dạo khu vườn thì ông thấy trong một lùm cây nó sáng rực rỡ mà mùi thơm nó bát ngát. Thế thì ông mới dòm trong đó có một người đang ngồi, mà ngồi trên cái tòa lưu ly chứ không phải ngồi trên cái thảm cỏ như mình đâu. Bởi vì cái chư thiên hầu mà thấy chư thiên nữ trị hầu có rồng có phụng vậy đó, ông mới dòm coi cái ai đây, trong này thì toàn là nữ không mà có một cái thằng hầu cận, mà tại sao có ông nào đây. Mới dòm vô thấy đó là tên hầu cận. Ông mới quảng hồn, ông quỳ xuống đảnh lễ, nói dạ xin với một vị tôn giả nào đó, vị đạo sĩ đó, tôi người phàm mắt thịt tôi không biết, tưởng đâu ngài là hầu cận vậy đó. Ông quyền văn lễ, ông chạy vô, ông kêu
bà chủ của đền đó, bà chủ giữ đền và 700 cung chủ nữ đó chạy ra xem quỳ đảnh lễ. Thế thì ông vua này ông mới cười, ông không nói gì hết mà ông xin để là một bài kệ. Tôi xin nói là bài kệ này cho các vị nghe, để là một bài kệ. Rồi ông biến đi. Cảnh giới thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng ta, nhưng vô minh che phủ khiến ta không biết. Hãy tích lũy công đức và quán chiếu, cho dù nỗ lực trong nhiều kiếp, nhưng không có bậc chân sư thì chúng ta cũng khó nhìn ra diệu pháp. Thôi hết giờ, cứ báo thánh báo luôn là ha. Nghĩa là không còn thời gian 15 phút để trả lời câu hỏi gì đâu, mà thôi nhiêu đây cũng như trả lời hết rồi phải không? Chúc các vị thân tâm an lạc, Bồ đề viên mãn, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúng ta hồi nữa. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não tánh thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hành, Phật đạo vô lượng.